chơi biên đạo một bài học. Vô là vô được tôi chỉ cái gậy thật tôi giống luôn à. Cho ông kêu cái mỏ mà. Căng rồi anh chị ơi. Bây giờ bác Sáu đi xuống tìm ông Sư Minh Đạo cho ông bài học. Đi luôn mấy đi. Nói lên ổng nói ông Sư Minh Tài và ông Minh Đạo ở Bà Rịa nữa nha anh chị. Đi. Bây giờ em đưa bác Sáu đi đây. Rồi anh ơi, tôi nói rồi. Tôi gặp mấy em là làm cái này là tôi nói rồi. Bác Sáu đi xuống này, bây giờ mình cầm cái cây này có làm gì nữa không để cho ông kinh. Có gì không, xuống mà nó nói mà lơ mơ với tôi được, đoạn con mày ông, đoạn luôn cái gãy răng đứt lưỡi ông luôn. Để ông còn bình tĩnh, không nói tùm lao, tùm bậy nữa. Còn ông muốn không, uống là tôi cho 5 ngón tay thôi. Ông Lời nói đầu tiên cho anh em xin gửi lời chào đến quý ông bà, cô chú, anh chị. Thì hôm nay bác Sáu gọi khẩn cấp cho anh em, không biết sự việc như thế nào. Dạ, có anh em con chào bác Sáu nha. Dạ, hôm nay bác Sáu gọi cho anh em con khẩn cấp, có chuyện gì hả bác Sáu? Thật ra mà nói thì nó bức xúc quá, tôi mới gọi anh em. Đó. Nói về vấn đề thầy Minh Đạo. Đó. Rồi tại sao mà tôi bức xúc như thế? Là vì đó tôi coi những cái clip tôi bất đồng mà xin ngài Minh Đạo đó, tôi cũng một cái áo nâu cũng như ngài, cho nên tôi kêu ngài, chứ còn nếu không phải là áo nâu thấy không là tôi không kêu ngài đâu. Mà xin thưa cộng đồng mạng và Minh Đạo, mình là một người tu thấy không? Mình là một người tu thì đây nè, tôi nói đây nè, đây là cái nền giáo, nền Phật giáo của ta cũng như trong cái bàn tay thấy không, từ đây ai tu gì, ai tu gì. Tại sao mà, bởi vì cái tu không có cái phép nào mà mình xâm si với nhau. Bởi vì trong cái tu của mình á, là làm đúng với lực đạo, làm đúng với cái giác ngộ của mình đó. Mà tại sao lại mình xâm si với nhau đó? Mình cũng là một nhà tu đó. Nhưng vậy thì giữa ngón tay này bấm đâu không? Nhưng vậy tại sao ngài nở lòng nào lên mà ngài xúc phạm đến cái ngài Minh Đạo ở Vũng Tàu? Mà ngài nhìn lại đi, ngài nhìn lại thấy ngài làm được cái gì? Ngài là một cái con, một cái thằng, tôi nói nặng nha, một con, một cái thằng làm ô nhục trong một nhà đạo. Đi lấy vợ, thấy không? Rồi đi xin tiền, đi quyên góp, đi nuôi những cái người sàm tăng, thấy không? Những người để làm tin cho mình, vậy là mình tu đó hả? Còn ông Minh Đạo ở Vũng Tàu người ta nuôi trẻ mồ côi. Mà tại sao ngài cho là ta nuôi trẻ mồ côi là không đúng? Nhưng vậy là con người của ngài là mất đức, con người là không lương tâm, con người của Minh Đạo mà đó là đổ chó, chứ không phải đổ con người. Con chó nó còn binh với nhau. Rồi tại sao con người mình cũng là một cái nhà tu với nhau mình không binh? Cho nên tôi gửi cái clip này cho cộng đồng mạng đó là sẽ nói lên án thẳng cho Minh Đạo này. Là Minh Đạo Đồng Tháp mà bác Sáu. Minh Đạo Đồng Tháp đó. Đó, Minh Đạo mà làm ô nhục cho một cái nhà là Phật giáo của chúng ta đó. Đó. Bây giờ so sánh đi giữa Minh Đạo Đồng Tháp rồi Minh Đạo Vũng Tàu coi. Đó, người ta làm từ thiện, người ta nuôi nít mồ côi. Đó là một cái hạnh, rồi coi là một cái đức tính của người ta. Còn mình đó là mình đi lừa đảo, phải không? Mình đi qua lợi dưới một cái của con người để mình lấy, mình nuôi một cái người đàn bà, mình sàm tăng với người ta. Như vậy là mình có đúng không? Mình có đúng không? Như vậy là đầu óc của ngài là đầu óc cái gì? Cho nên tôi chia sẻ cái này, tôi bức xúc lắm. Lát nữa tôi đi nữa, tôi đi với mấy cháu nữa, đi xuống tới Đồng Tháp nữa, tôi đi xuống tới tôi gặp Minh Đạo nữa. Đi tới nhà luôn. Nó thiệt, tôi nóng lắm rồi, nó thiệt. Tôi bức xúc lắm. Mấy sao thủ cái cây đó chị dạ? Nó thiệt. Tôi nói thiệt mà tôi nói mà ông trả lời không được tôi chọn cái mặt luôn. Trời, chọn cái mặt luôn. Nó thiệt, cái con người ổng là con người thú vật, con người ổng không phải là cái con người tu. Con người là lợi dụng làm cho lem ố cái nền Phật giáo. Đó. Cho nên tôi nói thiệt, tôi nóng lắm mà xuống ra. Ông nói đàng hoàng tôi thôi chứ không có nói đàng hoàng, ông đàng hoàng tôi chọn cái gậy tôi vô. Cái mỏ ông cho ông không còn cái răng cái lưỡi. Từ bớt sáu rồi bớt nóng bớt sáu rồi. Ông đừng có lên ông xâm si với người này người khác. Tôi bức xúc lắm, nó thiệt. Cho nên mấy đêm nay tôi nói thiệt, tôi
Ông phải nói là tháng 7 rồi mà chứ tôi thì tháng 7 tôi cũng nhịn lắm đó nha. Tháng 7 tôi cũng kiên cử lắm, nhưng mà tôi không thể kiên cử được. Tôi phải xúc động lên cái lòng của tôi. Tôi nói cho mọi người đó, đều đồng tình với tôi, sẽ dập tắt một cái ngọn lửa phôi bài xấu xí trong cái nền Phật giáo chúng ta. Như vậy là không đúng, phải bài trừ bỏ. Tôi nói cũng như nãy tôi ví dụ gì, bây giờ đó là ai tu, thấy không? Thì ta tu theo cách nào của ta? Ta làm phước, làm lành, còn mình cũng vậy, mình làm được người ta thôi. Mình làm được người ta sao? Mình đi sân si người ta chi vậy? Rồi mình đi bôi nhỏ, bôi xấu người ta chi vậy? Hả? Khi mà anh em á, là mới quay đó rồi á, đâu có biết là tưởng đâu ổng là con người đạo mạo. Mà khi anh em xuống dưới quay đó, những cái bà con dòng xóm dưới dòng họ của ổng á, gọi báo người con, báo biết, báo cái tin gì động trời không? Ổng ngày xưa, ổng đi lên trên Tây Ninh á, ổng thất thực ở chảnh á, ổng đi xin tiền ở chảnh á, và ổng bị người ta nghi ngờ. Ổng vô vườn cao su á, người ta theo dõi, người ta báo chính quyền lại bắt ổng là lên báo luôn. Đó, ngài thấy không? Ngài thấy ngài nhục nhã không? Mình đi xin, mình không làm từ thiện, thấy không? Mình không làm những cái hạnh để cho người ta nhắc đời mình, mà mình đi xin về để mình đi sàm tăng, mình đi cho người này người kia đồ, để là lợi dụng xác thể người khác. Đó, tu vậy là tu cái gì vậy? Cho nên rồi bây giờ lại người ta tu chinh chánh thì bây giờ lại là mình xâm si người ta, rồi mình ghét kỵ người ta, mình nhục mạ nó xấu người ta. Rồi tôi có xem đó là ngài đó nói ngài với Minh Đạo ở Vũng Tàu là bạn học, bạn học cái con chó gì kỳ vậy, bạn học gì mà xấu quá vậy, bạn học gì mà vô duyên, bạn học gì kỳ lạ hơn người ta vậy, bạn học mà đi nói xấu với nhau. Lẽ ra bạn học của mình mà người ta làm được gì mà mình làm không được gì, mình còn muốn bái lại người ta, mình phải tôn trọng người ta, mình tôn vinh người ta, mình phải phát huy người ta, mình phải học người ta chứ. Có đâu mà bạn học mà lại bây giờ là mình bị nói xấu với bạn học với nhau gì vậy, mà học gì còn thua con vật nữa, xin lỗi hả, con vật rồi còn binh với nhau nữa. Mà tại sao mà có người mình trong cái nền Phật giáo của mình rồi cũng là mà cũng là một cái màu áo như mình, thấy không? Rồi cũng xuống tóc như tôi mình, mà mình không làm được như người ta thì thôi mình im cái mồm mình đi, mình làm được như người ta thì thôi mình nín đi đó, để mình phát lên chi vậy. Tôi nói thiệt nha, bởi vì thầy bây giờ đó, với ngài bây giờ là cha mẹ thầy chết hết rồi đó. Chứ còn tôi nói thiệt, cha mẹ của thầy mà nếu còn sống tôi cũng nhắc nhở, đẻ đứa con vậy vô dụng quá, đẻ đứa con vậy là làm bôi cho chết cấu vô cho mặt cha mẹ, rồi cho gia phả, rồi cho củ quyền tất tổ mình nữa. Một đứa con vậy là không xứng đáng, một cái con người sống ở xã hội mà làm như vậy là không đúng. Mình sống sao mình để cái tâm nè, thấy không? Rồi cái thiện, cái đức của mình đó. Tại sao mình cái tên của mình, là tên Minh là gì, rồi đức là gì, nhưng mà tại sao cái tên với cái lối của mình không đi theo được với cái con người, không đi theo được cái con đường của mình vậy đó. Thì ngài xét thử coi sao. Cho nên tôi bức xúc lắm, nói thiệt. Tôi mà lát nữa tôi xuống tới đó nha, nói thiệt. Ngài trả lời đàng hoàng đi. Ngài bạn học mà nhưng mình đứt ở Vũng Tàu đó, ngài phụ người ta không, ngài nể người ta không, ngài trọng ta không. Còn nếu mà nói không nể không trọng không, cái gậy vô trong cái mỏ của thầy đó, tôi đứt lưỡi đi. Đừng có nói tới cái đó nữa, bởi con người mình coi như câm điếc đi đó. Nếu con người mình biết có một cái năm giác quan, mình biết suy nghĩ, mình biết đắng biết cay, biết sáng biết tối, thì mình phải biết cái đó nó phải với nó quấy như thế nào chứ. Chứ có đâu mà mình đi mù quáng rồi mình đi cuồng tâm, mình đi xâm si người ta, mình nói xấu người ta gì, đem lại được cái gì sao? Ông bà tôi có câu tôi nói sao? Ngậm máu phun người dơ miệng mình, thương người thức thể thương thân. Thương người ta cũng như mình thương thân mình. Còn mình ngậm máu phun người ta thì mình dơ cái miệng mình thôi. Bây giờ như thầy nói vậy, bây giờ thầy được cái lợi ích gì? Nhưng mà bao nhiêu mạng, bao nhiêu con người ta quyền ủa, ta chửi thầy. Người ta chửi ngài, ngài có đau không? Ngài có đau không? Dạ bác Sáu ơi, bây giờ đó bác Sáu là gọi cho anh em con xuống đây là chở bác Sáu xuống nhà Minh Đạo. Nhưng mà con nghe ổng lúc trước ổng nói là ổng có cái nội công vậy đó nghe. Ổng đi mấy chục năm ở ngoài đường là đi chân không đó, là ổng không chạy chân. Ổng có dùng cái nội công gì là trong người, ổng cao thủ lắm đó. Mà bác Sáu xuống dưới gặp ổng rồi, là bác Sáu nhắm lầm lại ổng không? Không sao, tôi có phép. Có phép luôn. Tôi có phép chứ. Đâu bác Sáu phép, bác Sáu có làm thử bác Sáu. Tôi có phép. Tôi có phép gì? Tôi có phép nhiệm màu, tôi có phép tổ tôi. Nam mô
Tam vị thánh tổ, Lô Ba thiên sư, Lô Ba kinh, các cụ đình bà, ba vị tướng, ba vị phụ, chi vị Nam Ông, giết thằng này. Giết thằng này là ông ổng sẽ quýu giò, quýu tai ổng rồi, khỏi cần điện giật, khỏi cần chích điện chứ. Giờ báo cáo cho đi Bù Nam Ông. Hả? Tôi nói thiệt. Tôi chỉ một cái một thôi. Là ổng quéo giò ổng rồi chứ, ổng võ công võ nghệ cái gì? Ổng chỉ cái võ ổng là võ, ổng úp vô miếng nó xéo của đàn bà, úp vô nó xéo của phụ nữ thôi, chứ ổng phép cái gì? Ổng chơi tôi đi, tôi chơi ông. Tôi chơi ông đó, ổng lợi tôi không? Tôi chỉ không có điện đốn không gì chăng, chỉ yêu cầu đó. Nam mô Tam vị thánh tổ, Lô Bang thiên sư, Lô Bang thiên kinh, các cụ đình bà, bá vị tướng, bá vị phụ, chi vị Nam Ông, tiêu dân này. Là tự nhiên ổng quéo giò ổng rồi. Đó, rồi ông mò miếng ông sôi ra rồi rồi ông ngồi dưới ông lại thôi. Ông khỏi cái võ công kỳ công đó, cao thủ rồi. Đó, thử coi. Minh xạo rồi. Đó, cho ông thử coi nào. Đó, tôi không cần điện, thấy không? Tôi không cần gọi điện, khỏi cần gì chân trời. Tôi chỉ vậy thôi. Năm ngón tay thôi. Chi vị Nam Ông mà. Tôi chỉ một cái một thôi. Chi vị Nam Ông người ta người tướng, người thần, người bước mặt. Người ta chỉ ta lại bẻ giò bẻ tay ổng thôi, rồi cho ổng xô bụng một miếng thôi, rồi cho ổng tỉnh rồi ổng lại tôi thôi. Nói thiệt á, chứ ổng buộc cái gì, ổng ép cái gì, tôi không sợ đó mà. Người phải mà. Hai cuộc ổng là cho ổng phải xin lỗi mới được. Đó, phải ổng phải xin lỗi mà, không cần xin lỗi tôi mà xin lỗi trên cộng đồng mạng đó là để cho nhiều người ta biết. Với lại mấy thầy mà bị hắn ta xúc phạm á. Rồi những cái ngày mà bị để ổng bị xúc phạm đó, người ta thấy đâu là chánh, đâu là tà, đâu là đen, đâu là tối. Để cho ổng biết ổng, để cho ổng biết cái nhục của ổng và ổng biết cái sai của ổng, ổng biết cái mưu si của ổng là coi như là tích, coi có nghĩa là ganh kỵ, ích kỷ vậy thôi. Ổng có tu hành chứ anh em của ổng là ổng chửi láng đó, không ai nghe thương ổng có tròn sống như vậy đó. Tu gì tu, nói câu bình thường tu đó, tu hú chứ tu gì kia, tu không có đạo đức mà đã cái tên mình tên đạo rồi. Mà rồi ngược lại là coi như không có đạo gì cho, không có đạo đức, không có nghĩa khí gì mà là coi như là một cái con người đó, là coi như mang tính tu mà con người mang tính làm lành làm hiền gì cho trời. Nó tôi nóng lắm rồi, nó thiệt, tôi bức xúc lắm, nó thiệt. Cho nên mới gọi mấy em đến và cũng chia sẻ cho mọi người để đồng tình tôi dập tắt một cái ngọn lửa xấu xí này, ngọn lửa lửa người ta lửa đỏ lửa đẹp, còn lửa này lửa tối lửa đen, dập tắt nó, cỡ nào cũng dập tắt nó. Ổng đi xin một ngày mấy triệu bạc vậy đó, mà về vợ là mượn 10 ngàn, không cho là không cho đó bác cáo. Vợ là phải đi làm bánh bán để lấy tiền là muốn ăn gì ăn đó. Nói thì ra hơi tội lỗi, nói ra hơi kỳ chứ. Để ông nuôi gì, ông nuôi gái, ông nuôi đĩ, có nuôi nhà đâu. Như vậy cũng là tu đó hả? Tu là ta tu từ trong nhà, người ta tu ra. Còn ổng lấy cái đó để ông dơ giác đó, để ông đi sàm sở, ông đi làm những cái chuyện xấu xí của xã hội này, mà có nghĩa người ta không đồng ý, người ta không bằng lòng một cái nhà tu rồi cạo đầu bẩn áo màu này màu kia đồ rồi đó, cũng như là một cái Phật pháp vậy mà làm vậy là coi như là không có đúng cái chánh nghĩa tu hành đó. Thì bây giờ đó là đề nghị đó là ngài phải chấm dứt, câm cái mồm, thấy không? Rồi cộng đồng mạng đó sẽ lên án luôn, sẽ nếu mà còn tiếp tục nữa thì chúng tôi sẽ phản ứng phản hồi liên tục để cho mọi người chứng minh, bành ra những cái xấu, bành ra những cái tối tăm, bành ra những cái mà ganh tị của ngài dưới một cái người tu như vậy đó. Hả? Bữa nay bác Sáu lên tiếng là bác Sáu rất là bức xúc rồi đó nha. Một hồi là bác Sáu là ổng quyết định là xuống dưới mà gặp để mà dạy cho ổng một bài học cho ổng hết nói chuyện luôn, cho hết lên mạng nói chuyện tầm bậy tầm bạ thôi bác Sáu. Tôi nóng lắm á, mà xuống không trả lời đàng hoàng, tôi thọc cái gậy đi vô, không còn cái răng rồi, cái lưỡi không còn nói chuyện đó, để cho ông câm luôn, ông biết luôn. Bởi con người ta có năm giác quan, người ta biết ánh, người ta biết sáng, biết tối, biết đắng, biết cay. Ông này không biết gì hết, ông này coi như chị ông biết mẹ cái mặt úp vô miếng đất xéo của đàn bà thôi chứ không biết gì hết, ngu si đó. Cái ông này hình như con nghe nói là hình như ông tu luyện cùng đồng môn với bà Diệu Hăng với ông Huệ Thuận đó bác Sáu. Thì thôi rồi bộ ba tam gì mà ma tăng đó. Rồi phải rồi, mà đi với một cái môn phái mà làm cho là lem ố Phật giáo chứ có gì đâu hả? Đâu có làm có lợi gì đâu. Bác Sáu nghe nè, cái ông Minh Đạo Đồng Tháp này ổng có tu gì chứ, ổng lừa đảo thôi, ổng về mà mua cái áo đâu mặc, ổng đi xin tiền mua về gia đình ổng thôi. Một cái nhà bác Sáu biết cái nhà ổng bao nhiêu bộ salon, 3 bộ salon
mà mua chờ ví dụ cái đồ một bộ đó là 20 triệu đúng không? Ừ. Đưa trước 3 triệu còn nhiêu là xù đó không trả đó. Đó, coi vậy đó coi. Ông nói là ông đưa là ông thiếu là ông mua salon ông không có trả nổi để ông coi vậy đó. Gọi mà coi. Nên cô bác thì còn đồng mạng. Coi nội nội cái vấn đề mà giao lưu tài sản, giao lưu kinh tế nhau nội cái qua lợi vậy đó coi coi con người coi, còn cái đạo đức còn cái gì nữa không? Không còn cái gì trơn trời. Tham lam hả? Tham lam từng chút. Mà chẳng những tham lam với gia đình vợ con, rồi tham lam đến xã hội quần chúng ở ngoài nữa. Đó, rồi để nuôi miếng đất xéo ở ngoài. Như vậy con người này có luôn đó sao? Nuôi đất xéo ở ngoài luôn hả? Nuôi luôn. Trời ơi, ghê vậy. Trời ơi, tôi biết tôi gánh ông này lắm mà. Vậy hả? Ờ. Ông từng có vợ rồi đi tu rồi về rồi có vợ nữa. Ông này tu cái gì? Cũng như mấy cháu nói vậy đó, ông không có tu gì chẳng hạn. Ông này làm cho lem ố. Vậy là ông lên chạy Gò Đen, ông xin tiền gặp bác Sáu mà lúc đó bác Sáu chưa biết ông là cái bộ mặt ông hả? Chưa biết. Trời ơi, phải biết. Trời ơi, bữa đó biết là tôi nắm lưng ông lại, tôi xây ông rồi chứ. Tôi không có lượng đâu, tôi không có lượng đâu. Tôi cho ông á, tôi cho ông cỡ nào đi, lợi tôi không? Mẹ tôi cho ông năm vị tướng cái là ông xỉu ngang ông rồi. Tôi không cần điện đốm, không gì chăng trời. Ông có làm lợi tôi không? Nói thiệt á. Nhưng mà cái mình cũng khuyên anh em thôi, đừng có làm vậy. Đó, đừng làm gì. Nhưng bây giờ mấy em mấy cháu lợi mình ngon đi. Người ta nói là dám gói, dám sách, dám nói, dám chịu trách nhiệm. Anh em cộng đồng mạng lợi mình nói chuyện người ta đi. Mình nói đi, ngon đi. Trốn chi vậy? Nhục quá. Vậy chung vô miếng đất xéo của thằng bà, chung trong luôn đi. Đừng ra. Không ra người ta đập đầu chết à. Có người vô dụng, có người sống không làm gì chứ có lợi xã hội mà còn gây mâu thuẫn rồi gây khó khăn cho mọi người nữa. Đó. Dạ thì hôm nay con thay mặt anh em đây cũng cảm ơn bác Sáu ha, đã gọi khẩn cấp cho anh em tới và giờ một tí nữa đi rồi anh em sẽ dẫn bác Sáu đi lên xe, anh em con chở xuống nhà Minh Đạo luôn nha bác Sáu. Đồng ý đó. Dạ thì bây giờ anh em xin kết thúc clip này ha bác Sáu ha. Dạ dạ.